Sự hùng mạnh của một quốc gia phụ thuộc vào ba thành tố căn bản: độ lớn của khát vọng, chí hướng của quốc gia, trí huệ sự minh triết của quốc gia, sự đoàn kết toàn diện của quốc gia. Hành trình từ trái tim, hành trình lập chí vĩ đại, khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt do tập đoàn Trung Nguyên Legend khởi xướng, nhằm kiến tạo khát vọng lớn, chí cả vĩ đại cho thế hệ thanh niên Việt Nam, xây dựng trí huệ và sự minh triết cho 30 triệu thanh niên Việt thông qua việc trao tặng hàng trăm triệu cuốn sách đổi đời tới thanh niên để có sức mạnh tri thức, từ đó chuyển hóa thành sức mạnh vật chất và thể chất, tạo dệt sức mạnh cho quốc gia. Trải qua chặng đường xuyên Việt hơn 4.000 km, kéo dài 31 ngày, từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội, Lào Cai, về lại Buôn Ma Thuột, đi qua các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam Bộ tới tận cùng đất mũi Cà Mau với nhiều cung bậc cảm xúc và khoảnh khắc đáng nhớ. Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt với những chiếc xe đặc biệt, khác biệt, chuyên chở tri thức và ánh sáng khát vọng đổi đời, đã trao tặng hơn 300.000 cuốn sách quý trong tủ sách nền tảng đổi đời đến hơn 100 thư viện, trường học, nhà văn hóa, cộng đồng thanh niên khởi nghiệp, học sinh sinh viên và các chiến sĩ quân đội trên mọi miền đất nước. Hành trình là sự hội tụ và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, niềm tin, khát vọng của tập thể những người anh chị em Trung Nguyên Legend, những người bạn quý và các nhân vật ảnh hưởng đồng hành. Cái lớn nhất của Trung Nguyên là gì? Đây là một tập đoàn đã đóng góp cho đất nước bằng một cái chuyện mà không có tập đoàn nào làm được. Đây là duy nhất có một cái tập đoàn theo tôi ở Việt Nam. Cho nên hãy ủng hộ họ và chúng ta hãy đồng hành cùng họ theo cái nghĩa là từ trái tim, từ cái tình yêu thương, như anh Vũ nói, là từ cái tấm lòng thiện lành. Trong cái bộ sách mà tập đoàn Trung Nguyên gửi tặng tới các thanh niên Việt Nam thì Ngọc Vân đã đọc qua gần như là hết tất cả các cuốn sách, và đặc biệt ấn tượng với quyển sách đó là Quyền Đắc Nhân Tâm, cuốn sách mà Ngọc Vân đã đọc từ rất là lâu rồi, và cho đến bây giờ thì đây cũng vẫn là một quyển sách cuối đầu diều của Hân. Và có thể nói rằng là rất là nhiều những cái kiến thức, rất là nhiều những cái trải nghiệm quý báu khi mà Hân đọc sách, và sau đó thì mình ứng dụng ở trong đời sống thì nó giúp cho Ngọc Vân có được những ứng xử, có được những cái tư duy mà có thể nói là phải nói là bớt đi được rất là nhiều những cái vấp ngã thì chúng ta mới có thể có được trải nghiệm, đúng không ạ? Thế nhưng mà do đọc sách, do có cái sự tư duy, thế cho nên là thấy rằng mình đã bớt đi được rất là nhiều những cái vấp váp trong cuộc sống để có được những cái thành quả như ngày hôm nay. Và nguồn năng lượng thiện lành ấy đã chạm đến hàng triệu trái tim các bạn trẻ, cộng đồng. Rất cảm ơn tập đoàn Trung Nguyên đã khơi dậy cái phong trào đọc sách trong cộng đồng. Chúng tôi mong muốn đây là một cái nguồn tri thức để các bạn trẻ tiếp cận, mở mang đầu óc. Gọi là một cuộc cách mạng đổi đời. Đấy là một cái biểu tượng cho cái thành công của sản phẩm khởi nghiệp. Mọi cái, mọi điều sẽ tốt đẹp hơn nữa để như vậy là đưa đến hàng triệu triệu trái tim thanh niên Việt Nam. Rất là tốt, rất là nhiều điều ý nghĩa. Khi mình đọc cuốn sách này thì mình sẽ có thêm nguồn kiến thức dồi dào để mình có thể học. Mình được làm vô cùng ý nghĩa. Hãy cầm cuốn sách lên và đọc ngay đi bây giờ. Cháu ước mơ lớn lên được làm một cán bộ gia, một chính trị gia. Khi mà làm thầy cháu để đem lại những chính sách tốt cho người dân của địa phương cháu ạ. Đã là con người Việt Nam thì chúng ta hãy suy nghĩ làm sao giúp cho đất nước Việt Nam mình cùng phát triển, cùng đi lên. Và từ chính những người bạn Việt Nam, chúng ta đoàn kết góp từ mỗi phần công sức nhỏ của chúng ta cùng đi lên ạ. Em thấy chương trình này cũng rất là ý nghĩa nên chúng là cũng quyết định chạy vào để gọi là gặp gỡ trực tiếp. Còn nếu như mà ở
quý em thì đoàn mình chắc cũng ghé qua nên em sẽ gặp được. Tôi nghĩ chương trình nó rất là có quy mô đầu tư. Đoàn Trung Nguyên Legend đặt mục tiêu trao tặng 200 triệu cuốn sách đổi đời đến 20 triệu hộ gia đình, thư viện, trường học, khối quân đội trên cả nước với nguồn lực chi phí gần 5 tỷ USD. Song song đó, Trung Nguyên Legend sẽ tiếp tục hoàn thiện 100 đầu sách thuộc 12 lĩnh vực then chốt của tủ sách nền tảng đổi đời nhằm trang bị tri thức nền tảng toàn diện nhất cho thanh niên với mục tiêu kiến tạo một dân tộc Việt minh triết, một quốc gia thịnh vượng, ảnh hưởng và trường tồn. Một dân tộc vĩ đại là một dân tộc biết thượng tôn và tôn thờ tri thức.